Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà chúng tôi rất vui lại có một buổi trải nghiệm để có một cái sự thử sức hai dòng loa hàng đầu trên thế giới. Đó chính là dòng Condensi 20 đến từ quốc gia Đan Mạch. Và một dòng thứ hai đó chính là dòng Duo Diamond đến từ đất nước Thụy Điển. Với cả hai cặp loa này đều ở trong phân khúc Ultra End rồi. Nên tính giá trị và nhạc tính cũng như là màu sắc âm thanh thì cũng rất là tuyệt vời đối với tất cả ai yêu những dòng loa bookshelf. Với dòng Condensi 20 thì các bạn nhìn thì các bạn sẽ có một sự cảm nhận thế nào? Vâng, nếu mà để một mình thì trông nó thật là đồ sộ. Nhưng khi nó đứng cùng một bạn diễn cùng, đó chính là dòng Duo Parker của dòng Martin, thì cặp đôi này thì tôi nghĩ đây là một cặp đôi rất tương xứng, nó giống như là long tranh hổ đấu. Vì đây là cả hai phân khúc đầu bảng và được sự lựa chọn rất nhiều của các kỹ sư hãng cũng như là cái sự để tâm của các kỹ sư khi đưa vào dòng sản phẩm này. Confidence 20 này thì có một cái điều tuyệt vời, đó chính là một dòng loa bookshelf để chuyên môn tham chiếu của các cuộc trình diễn lớn của hãng DIN. Và khi đưa dòng sản phẩm này ra thì đã gây được tiếng vang rất là lớn với một hệ thống hoàn toàn thay đổi các module cũng như là các chất liệu để làm nên cặp loa này. Đầu tiên nói đến quả chép Exoter 3 này thì các bạn có một sự cảm nhận rất là rõ, đó là một chép đôn lụa. Với người DIN và những người Đan Mạch thì luôn trung thành với những âm thanh tự nhiên trung thực, nên lấy chép Exoter 3, chép đôn lụa và nam châm Neodymium này, đó chính là một hệ thống tham chiếu của hãng. Dù đây là một trong những dòng nam châm rất là quý và hiếm và đắt, nhưng cũng không thể nói là đơn giản là để cho các kỹ sư hiểu đấy là sự cầu toàn của hãng DIN này khi đưa dòng sản phẩm này đến cho người tiêu dùng. Và một sự cải tiến thứ hai đó chính là vành loa. Vành loa này đã làm thêm cho các bạn một cái vành loa này để che đi những con ốc mà các bạn nghĩ thì nó sẽ rất là nặng nề, nhưng mà cũng có người thì vào trông như thế thì nó sẽ có sự khỏe khoắn, nhưng mà để làm cho cái sự cặp loa này là mềm mại thì toàn bộ vành loa đã được che đi. Và hãng DIN vẫn trung thành với cái tấm balen này để làm triệt tiêu sóng đứng ở bên trong, nhưng ngược lại đây cũng là những đường triệt tiêu sóng đứng và một mã thương hiệu DIN nổi trội ở đây. Nhưng nói đến DIN với những dòng loa cao cấp này thì các bạn hãy nhìn xem màu sơn. Đây là một màu sơn đen black tĩnh lặng, rất là đẹp. Với dòng DIN này thì luôn trung thành với những cái màu sơn huyền bí, đưa tạo cho một sự luxury. Với những dòng loa bookshelf này thì kể cả đó là những đôi loa nhỏ nhất của hãng, nhưng cũng vẫn được các kỹ sư hãng thiết kế riêng cho nó những cặp chân đặc biệt. Toàn bộ hệ thống chân của hãng DIN thì được sử dụng bằng chân gang đúc, và sau đó là được thêm đặt thêm 4 chấu ở ngoài này với một cái bệ đỡ rất là chắc chắn, và người ta có thể chơi được bằng hai kiểu chân, để một là chân bẹt để cắm xuống tham sản bằng nỉ như này hoặc sàn gỗ, mà hai là mình có thể chơi bằng chân côn, đó là sự triệt tiêu của sóng đứng. Và hai cặp loa này thì nó có một cái sự tương đồng, tức là về trở kháng ôm cũng như là độ nhạy thì tương đối xem nhau, nên tôi nghĩ đây cũng là một cái tiêu chí riêng của hãng. Còn bây giờ chỉ nó là cái màu sắc âm thanh, khi người ta phối ghép với màu nào và chơi như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang cặp loa thứ hai, đó chính là cặp Martin Duo Diamond. Martin Duo Diamond thì lại thừa hưởng được một cái công nghệ làm loa là lấy các cái vân gỗ tự nhiên làm cái tiêu chí cho dòng sản phẩm của mình. Nên khi các bạn nhìn vào thì lại thấy cái sự đẹp của vân gỗ tự nhiên. Và điểm nhấn của cặp Parker Duo này chính đây là màng chép Diamond kim cương. Đây là một dòng chép cho một cái giải cao lên rất là cao, lên tận 40 ki, và nó cho một cái âm thanh rất là ma mị. Gần như là trong giải chép này thì chắc chỉ có những cái dòng, có những dòng chép thì mỗi một hãng lại có một cái tiêu chí riêng, nhưng mà dòng chép Diamond này thì cũng rất là nhiều người người ta muốn được thưởng lãm dù một lần được nghe, đã là một điều hạnh phúc rồi. Phần che cho phần chép này chính là một cái hệ thống e căng ở ngoài, nhưng mà e căng lên lại bằng tấm thép trắng và người ta gia cố vào đây, nên tạo được một cái điểm nhấn, tức là khi nhìn vào nó giống như là một viên kim cương đang mài rũa, và rất nhiều cạnh để các bạn nhìn vào nếu các bạn nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Còn về phần dưới thì lại là đây lại là một chiếc bát
19 phân 1, tức là lại hơi khác so với cả các cái dòng bát bình thường. Với dòng bát này thì là 19 phân 1 của hãng Acoustom của Đức. Và một điều đặc biệt hơn đó chính là bát lại làm bằng gốm, tức là bằng ceramic, và đã được xử lý nhiệt và đưa ra. Nhưng hai cặp loa lại có cái ưu điểm thì tương đối là giống nhau, nhưng lại có cái khác nhau về cái đường dẫn âm. Với dòng loa DIN thì là dần dùng đường dẫn âm bằng lỗ thoát hơi để tăng độ nhạy và giảm độ đánh của trở kháng nặng của âm ly. Thì với dòng Marten thì lại dùng bằng hệ thống bát cộng hưởng, tức là sẽ dùng hai cái bát 23 phân 1 đằng sau bằng Anu để làm điều âm ở trong thùng loa. Vậy màu sắc của mỗi một chiếc này thì sẽ như thế nào? Thì lúc nữa thì chúng ta sẽ có một buổi trải nghiệm. Còn hãng Marten cũng là một hãng rất chịu chơi. Khi hãng đã đặt riêng cho mình và một cặp chân của hãng Isopop. Nhưng mà với chiều cao thì lại hơi vượt trội so với các chiều cao đơn thuần của một cặp loa. Nó cao lên tận 76cm. Tôi nghĩ nó rất là cao, nên khi nhìn cặp loa này thì các bạn sẽ thấy cái sự đồ sộ, cái sự lớn. Nhưng mà thực tế ra thì hai cặp loa này với trọng lượng thì tương đối là xem nhau. Và đây là hai cặp loa đều có tính chất đầu bảng và được sử dụng những công nghệ rất là tốt. Như cặp loa DIN thì được sử dụng với những cái công nghệ hàng đầu bên trong như củ phân tần, thì đều đưa những chất lượng như là tụ, trở là được tốt nhất. Và hãng Marten cũng đưa cho mình vào những cái tụ polylen và những điểm cắt tần cũng thật là hoàn hảo. Thật khó chọn khi hai cặp loa này đưa lên các vị trí. Vâng, từ màu sơn, hình thức, hình dáng, còn bây giờ màu sắc âm thanh thì như thế nào? Để tham chiếu cho cặp đôi thật hoàn hảo này thì chúng tôi sẽ dùng đến một chiếc âm ly đến từ Thụy Sĩ. Với đất nước Thụy Sĩ thì luôn sản sinh ra những cái điều rất đặc biệt, trong đó có một dòng, đó là dòng âm nhạc. Những âm thanh của Thụy Sĩ thì luôn nó có một cái giá trị rất lớn. Đầu tiên nói về là giá trị về kinh tế thì nó đều là những sản phẩm rất đắt tiền. Nhưng vì màu sắc âm thanh đưa lại thì ngoài sức tưởng tượng của con người, tức là hoàn hảo nhất. Đến bây giờ thì cũng chưa có một quốc gia nào mà có nhiều hãng âm thanh mà nổi tiếng và chất lượng hoàn hảo như đất nước Thụy Sĩ. Và trong đó có một hãng rất nổi tiếng, đó là hãng Goldmann. Hãng Goldmann này thì các bạn biết là với một những đôi tay khó tính và những người chịu chơi như người Nhật, mà người ta là một đất nước công nghiệp mà người ta vẫn phải chấp nhận dùng những dòng sản phẩm của Thụy Sĩ, thì mới biết là hãng Goldmann này đã đi đúng hướng và chọn đúng mục đích về để tìm cho những người chơi sành tai nhất trên thế giới như những người Nhật mà còn chấp nhận chơi những đồ của hãng Thụy Sĩ này. Thì tôi nghĩ đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Và những ngày tháng gần đây thì tại Việt Nam mình cũng đã có những phong trào chơi những đồ đánh của Thụy Sĩ này với nhiều cặp loa Rublock rất lớn. Nhưng tại Thiên Hà chúng tôi lại muốn đưa đến cho các bạn để tiệm cận với chơi hãng Goldmann này trên một hệ thống âm ly thích hợp, tức là vừa đủ công suất để đánh những cặp loa quý nhưng vẫn giữ được một màu sắc âm thanh hay, đó chính là Goldmann 590 Legend 2. Legend 2, Legend 1 thì có gì khác nhau? Các bạn cảm nhận thế nào? Vâng, vẫn với một khối cấu trúc hình khối vuông tương đối, nhưng Legend 2 đã có sự một cải tiến rất rõ rệt. Đầu tiên là về cái cánh tản nhiệt, là nó làm rộng hơn một chút. Đó chính là những cái cánh tản nhiệt thoát tuyệt tốt nhất để cho những cặp sò siêu tuyến tính. Và phần thứ hai là phần cặp loa. Như một clip trước tôi đã từng giới thiệu, đây là một cặp loa mới và các bạn chỉ cắm thì các bạn rất yên tâm là với cái sự xa, chính xác, mạnh mẽ thì nó sẽ không sinh ra sự cháy chập và nó tạo được một dấu ấn riêng. Nhưng dòng Legend 2 này thì đã cho các bạn thêm một cái sự lựa chọn chơi, đó là phần nhạc số nên tương đối là chất lượng và hay. Còn về phần cấu trúc bên trong, tôi thì không tháo được máy ra vì đây là máy là nguyên khối của nhà cung cấp. Nhưng mà về phần điện và qua sự chia sẻ của các kỹ sư bên hãng Goldmann thì về phần điện đã thay đổi tương đối là nhiều với các nên coi như là cái màu sắc âm thanh nó cũng đã thay đổi. Qua cái sự chia sẻ đấy thì bảo phần trầm của các sĩ đã nói là phần trầm thì đã được làm tốt lên rất nhiều. Phần thứ hai, phần giải trung và giải trung cao thì vẫn giữ cái tính truyền thống của dòng Goldmann. Đó là một thứ âm thanh rất là đẹp, tự nhiên và trong trẻo. Và độ tuyến tính âm thanh thì băng thông thì rất là mở rộng. Đấy là một điều rất là tuyệt vời khi dành cho các quý vị. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà chúng tôi sẽ có một buổi test với những đĩa thu live để cho các bạn cảm nhận được một màu sắc âm thanh trung thực tự nhiên thế nào so với bản gốc. Còn cũng không phải để các bạn ở lâu, sau đây là buổi trình diễn âm nhạc dành cho các bạn.
phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm, tình yêu một thoáng dịu dàng như ánh trăng soi em hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng, ôi đêm đêm cùng tiếng hát chiều vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ, tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt đi trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm, tình yêu một thoáng dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng, ôi đêm đêm cùng tiếng hát chiều vơi niềm thương nhớ, còn gì quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ, tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Chỉ còn... Vâng, với bản nhạc test vừa rồi thì các bạn cảm nhận thế nào với hai dòng loa này? Đối với chúng tôi, đây là những phân khúc đầu bảng của hai hãng thì đều rất tuyệt vời.
với dải cao của dòng chép Diamond thì nó có một sự nổi trội, nhưng với dải trầm và sâu thì dòng Din lại thể hiện được một cái sự tuyến tính rất là cao. Mỗi người thì có một phong cách nghe khác nhau và mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, để tìm cho mình một cặp loa như mong muốn và có thể đến tại shop để nghe thử. Xin chào và hẹn gặp lại.